Xin chào các bạn kế toán thân mến. Hôm nay kế toán Minh Thúy xin hướng dẫn các bạn cách lập giấy đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế online dành cho những trường hợp muốn bổ sung cái hồ sơ dự thầu và bổ sung cái hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Và ngoài ra các bạn xác nhận một cái khoản nghĩa vụ thuế thì các bạn sẽ làm 5 bước như sau. Bước thứ nhất, đăng nhập vào trang thuế điện tử. Bước thứ hai, tra cứu tờ khai thuế trong năm. Và bước thứ ba là tra cứu giấy nộp tiền thuế để các bạn xác định được số tiền thuế đã nộp. Bước thứ tư, hướng dẫn các bạn điền giấy đề nghị xác nhận. Và bước thứ năm là tra cứu kết quả. Thì chúng ta đi từng bước như sau. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, thì bạn nào chưa đăng ký kênh của Kế toán Minh Thúy thì hãy ủng hộ Kế toán Minh Thúy một nút like, và các bạn nhớ ấn vào đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để cho nhiều bạn kế toán khác cũng làm được giống như các bạn nhé. Còn bây giờ đi vào bước chi tiết. Thì bước 1, các bạn đăng nhập vào trang thuế điện tử bằng mật khẩu đăng nhập của các bạn. Sau khi đăng nhập vào trang thuế điện tử, các bạn nộp, chọn tab nộp thuế, sau đó lập giấy đề nghị xác nhận. Thì tại đây các bạn sẽ tích vào cái mục đầu tiên, đó là xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Còn cái việc mà xác nhận số thuế, đây là các bạn sẽ xác nhận từng khoản thuế riêng lẻ cụ thể nào đó, thì các bạn sẽ xác nhận cái phần mục 2. Còn các cái xác nhận nhà thầu nước ngoài thì nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn sẽ điền vào mục 3. Thì thường để bổ sung hồ sơ dự thầu thì các bạn sẽ chọn cái xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế. Đây là cái phần mà các bạn sẽ bổ sung hồ sơ dự thầu và bổ sung cái hồ sơ để giải thể doanh nghiệp nhé. Thì bây giờ các bạn ấn vào mục đầu tiên, sau đó ấn tiếp tục. Tại đây các phần đầu tiên như cơ quan thuế tiếp nhận thì các bạn để nguyên, giữ nguyên tên công ty của các bạn nhé. Các bạn chỉ lưu ý cho mình cái phần mà thời gian đề nghị xác nhận là năm dương lịch. Thì ví dụ bên mình là muốn xác nhận của năm 2023 thì mình sẽ chọn từ mùng 1 tháng 1 2023 và đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong giấy đề nghị xác nhận này các bạn thấy rằng là nó gồm các cái phần sau. Tại ở đây thì các bạn nhìn thấy là có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp, số nộp thừa và số còn được khấu trừ. Muốn xác nhận thì các bạn phải điền đầy đủ các cái thông tin vào đây. Vậy để điền đầy đủ các thông tin này thì để có được số liệu đưa vào cái cột tiền phải nộp và tiền còn đang được khấu trừ thì các bạn bắt buộc phải tra cứu. Các bạn làm cho mình cái bước là bước 2, tra cứu tờ khai thuế trong năm cần xác nhận. Thì sau khi các bạn tra cứu tờ khai thuế, các bạn sẽ xác định được số thuế phải nộp và số thuế giá trị gia tăng tiêu thụ đặc biệt còn được khấu trừ để các bạn điền vào cái cột số phải nộp và số được khấu trừ này nhé. Vậy các bạn tra cứu như thế nào? Các bạn vào khai thuế, sau đó tra cứu tờ khai, rồi chọn ở đây là tất cả. Ngoài ra các bạn sẽ làm ở đây, các bạn sẽ phải điền từng tháng một. Ví dụ từ mùng 1 quý 1 năm 2023, mình muốn xác nhận năm 2023 thì mình sẽ tra cứu toàn bộ tờ khai từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tất cả những tờ khai liên quan đến năm 2023. Thì mình sẽ điền từ mùng 1 tháng 1 2023 cho đến 3. Ở đây các bạn chỉ được kiểm tra tra cứu 1 tháng 1 thôi nên các bạn sẽ không thể điền quá 1 tháng ở đây nhé. Điền từ mùng 1 tháng 1 năm 2023, các bạn sẽ tra cứu 12 lần liên quan đến cái tờ khai thuế quý tháng của các bạn trong năm 2023 rồi ấn vào tra cứu. Ở đây, khi bạn ấn vào tháng 1, thì tháng 1 là hạn nộp tờ khai quý 4 2022, không có 2023 nên mình cũng sẽ không tải về ở đây thì các bạn nhé. Mình không tải về, mình bỏ qua và mình điền tiếp sang tháng 2 năm 2023 nhé. Các bạn điền tiếp tháng 2 năm 2023 đến 28 tháng 2 năm 2023. Sau ấn tra cứu và không có tờ khai thì các bạn bỏ qua, các bạn ấn tiếp mùng 1 tháng 3 năm 2023, sau đó đến 31 tháng 3 năm 2023. Và ấn vào tra cứu. Tại đây các bạn thấy là có tờ khai quyết toán thuế rồi báo cáo tài chính của 2022 nhưng chẳng có cái nào liên quan đến 2023 cả nên bản thân mình cũng sẽ không tải về. Mình sẽ chọn tiếp của tháng 4 2023 đến 30 tháng 4 2023.
Việc tra cứu này khá mất thời gian nhưng nó sẽ giúp cho các bạn điền số chính xác nhé. Đây, tại đây rồi thì mình sẽ ấn vào đây. Tại tờ khai và phụ lục, mình ấn vào cái phần này, mình tải về. Thì các bạn nhìn thấy ở trên này, trên góc phải này, tờ khai sẽ được tải về. Mình ấn vào tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 1 thì mình sẽ phải nhấp vào cái hình folder này này. Đó, sau đó nó sẽ chuyển về cái file mà các bạn mới gửi ra. Thì các bạn sẽ điền cho mình là giá trị gia tăng quý 1 2023. Đó, các bạn sẽ điền như vậy thì nó sẽ vào như thế này. Và các bạn cứ thực hiện như thế, tờ khai thuế thì sau đó các bạn mở ra để các bạn kiểm tra xem là các bạn đã có nộp thuế chưa. Các bạn sẽ làm cho đến hết, đến khi nào các bạn hoàn thành tất cả các tờ khai. Đó, sau khi hoàn thành tất cả các tờ khai thì việc của các bạn sẽ phải là mở tờ khai lên để xem tờ khai của mình có phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân hay không. Nếu không thì mình sẽ có được số liệu mình điền vào. Còn nếu còn được khấu trừ bao nhiêu thì mình sẽ điền vào cái cột số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ nhá. Để điền tiếp được cái mẫu này, các bạn sẽ cần phải cái số thuế, xác định được cái số thuế giá trị gia tăng đã nộp. Vậy thì cái số thuế giá trị gia tăng đã nộp của các bạn thì phải căn cứ vào đâu? Các bạn sẽ phải căn cứ vào phần giấy nộp tiền trong năm 2023 của các bạn. Vậy thì các bạn, đây chính là bước 3 là tra cứu giấy nộp tiền thuế để xác định số thuế đã nộp trong năm. Thì các bạn sẽ tra cứu như sau. Các bạn vào nộp thuế này, các bạn tra cứu giấy nộp tiền, sau đó các bạn điền nguyên một năm cho mình. Riêng giấy nộp tiền thì các bạn lại điền nguyên năm cho mình được nhé. 31 tháng 12 năm 2023. Ok, các bạn ấn vào tra cứu. Thì ở đây các bạn nhìn thấy này, trong năm 2023 các bạn mới nộp có một khoản thôi. Cái nộp thuế thành công thì chỉ có là tờ giấy nộp tiền này thôi. Và các bạn nhấp vào, các bạn sẽ thấy rằng là đây là các bạn nộp lệ phí môn bài năm 2023 là 2 triệu. Mã chương của chúng ta là 754 và mã tiểu mục là 2863. Cái này là các bạn phải ghi lại. Cái mã chương này các bạn phải ghi lại vì tí nữa các bạn sẽ nhập mã chương. Vì vậy các bạn cần phải ghi lại mã chương nhé. Mã chương là 754. Mã tiểu mục là 2863. Ok. Đấy là cái khoản mà các bạn đã nộp. Còn số thuế nộp thừa sẽ bằng số thuế đã nộp trừ đi số thuế phải nộp. Cái này tự động nhé các bạn. Bắt đầu chúng ta mới vào bước 4, điền mẫu giấy đề nghị xác nhận nhé. Để điền mẫu các bạn này vào phần nộp thuế, sau đó lập giấy đề nghị xác nhận, rồi ấn vào xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước và ấn tiếp tục. Vào đây phần trên các bạn giữ nguyên, phần dưới này thì các bạn điền cho mình cái thời gian năm dương lịch các bạn cần xác nhận. Thì ở đây mình muốn xác nhận năm 2023 thì mình sẽ điền năm 2023, 31 tháng 12 năm 2023. Sau đó mình sẽ điền cái mã số thuế vào. Rồi ok, mình sẽ điền mã số thuế vào đây. Thì cái nhấp sang tên người nộp thuế sẽ tự nhảy này. Mã chương là 754. Cái mã chương này mỗi một doanh nghiệp khác nhau, các bạn cần phải xem như lúc nãy mình đã hướng dẫn các bạn tra cứu ở trong cái phần nộp thuế nhá. Cột tiểu mục thì các bạn nhấp vào cái hình ba chấm này nhá. Các bạn sẽ điền ví dụ các bạn muốn xác nhận thuế thu nhập cá nhân, rồi ấn vào tra cứu nhá. Sau đó các bạn sẽ chọn 1001 từ tiền lương tiền công này. Số thuế phải nộp thì như tờ khai bên mình mở ra là số thuế phải nộp của 1050 trong năm 2023 là bằng 0. Thì mình sẽ điền bằng 0. Số thuế đã nộp trong năm 2023 cũng bằng 0 thì mình điền bằng 0. Và số nộp thừa trong năm cũng bằng 0. Không phát sinh, không nộp thừa, không gì cả. Và chúng ta để chống hết từ 4 cái này, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến chọn tỉnh thành. Tỉnh thành của chúng ta là thành phố Hà Nội. Cơ quan của chúng ta là chi cục thuế Hà Đông. Thì chúng ta phải chọn chi cục đúng chi cục thuế nhé. Sai chi cục thuế là các bạn sẽ bị trả về luôn. Và sau đó các bạn ấn thêm dòng. Tiếp tục phần dưới thì cũng các bạn cũng copy mã số thuế, tên công ty, mã chương 754. Và ở đây mã tiểu mục chúng ta sẽ chọn mã khác. Đó là 1050, rồi ấn vào tra cứu, chọn
1052 thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Số phải nộp thì trên tờ khai của chúng ta quyết toán thuế năm 2023, trên tờ khai số phải nộp của chúng ta là đang bằng 0. Số phải nộp bằng 0 và đây là số nộp thừa. 918 này là khoản nộp thừa của các năm trước, nó không liên quan đến cái nghĩa vụ thuế của năm 2023 mà chúng ta đang muốn cơ quan thuế xác nhận cho chúng ta. Chính vì vậy chúng ta sẽ không đưa cái số nộp thừa này vào trong cái đơn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế trong năm 2023 nha các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ điền vào đây, số phải nộp bằng 0, trong năm 2023 không phát sinh, số đã nộp cũng bằng 0, số nộp thừa cũng bằng 0 nha các bạn. Tại vì số đã nộp bằng 0, phải nộp bằng 0 thì số nộp thừa cũng sẽ bằng 0 nha. Chọn thành phố như dòng trên, các bạn chọn chi cục thuế Hà Đông. Rồi các bạn ấn thêm dòng, chúng ta đã xác nhận được hai mã số thuế, đó là thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân. Chúng ta tiếp tục copy, rồi ấn tên, chọn mã chương 754, chọn tiếp tiểu mục. Tiểu mục tiếp theo của chúng ta sẽ là thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, chúng ta cần phải thuế giá trị gia tăng nữa. Thì chúng ta chọn mục là 1700, thuế giá trị gia tăng, ấn vào tra cứu. Thì hiện luôn 1701, chúng ta sẽ điền vào chọn luôn 1701 này. Thuế giá trị gia tăng phải nộp của 1701 là bao nhiêu? Sau khi kiểm tra tất cả các tờ khai thuế giá trị gia tăng năm 2023 thì kế toán Minh Thúy không phát sinh số thuế phải nộp, nên kế toán Minh Thúy sẽ điền 0 vào đây các bạn nhé. Để điền số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ thì các bạn mở quý 4 lên. Các bạn thấy tờ khai quý 4 là không phải nộp mà số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ là 2 tỷ 127 594 564. Các bạn ghi lại và các bạn điền số này vào giấy đề nghị của các bạn này, để các bạn điền cái số thuế còn được khấu trừ vào đây, 2 127 594 564. Ok, rồi các bạn cũng sẽ chọn tỉnh thành, chọn chi cục thuế quản lý cơ quan doanh nghiệp các bạn. Ngoài ra cái thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ này, mình cần phải xác nhận cái thuế lệ phí môn bài nên mình sẽ thêm dòng và mình tiếp tục làm dòng thứ tư liên quan đến lệ phí môn bài. Copy xuống này, 754 này. Đối với lệ phí môn bài các bạn sẽ chọn 2850, sau đó ấn vào tra cứu. Rồi các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ thấy là có nội dung là 2862 và 2863. Thì ở đây lúc nãy mình đã ghi lại rồi, lệ phí môn bài của chúng ta sẽ là 28663 là bậc 2 thì chúng ta chọn 2863. Các bạn phải chọn đúng mã chương, mã tiểu mục thì các bạn mới xác nhận được số thuế phải nộp của 2863 là 2 triệu, trong năm là 2 triệu. Các bạn điền 2 triệu vào đây. Số thuế đã nộp, như lúc nãy chúng ta đã tra cứu được giấy nộp tiền thuế lệ phí môn bài trong năm 2023 rồi, nên là chúng ta sẽ điền cái số thuế đã nộp vào đây là 2 triệu. Thì cái số thuế còn nộp thừa, nộp thiếu là bằng 0. Và ở đây chúng ta chỉ việc lựa chọn thành phố Hà Nội và lựa chọn chi cục thuế quản lý của đơn vị mình. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn tra cứu cái nghĩa vụ thuế, tra cứu giấy nộp tiền, tra cứu tờ khai thuế để các bạn xác định được số thuế phải nộp, điền vào cái chỉ điền vào cái cột số thuế phải nộp và cái số thuế đã nộp trong kỳ. Đồng thời các bạn cũng xác định được là số thuế nộp thừa, nộp thiếu của từng sắc thuế cần xác nhận, cũng như là số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của thuế giá trị gia tăng. Các bạn kéo xuống dưới để ghi lý do nhé. Lý do là bổ sung hồ sơ dự thầu. Trường hợp của mình là bổ sung hồ sơ dự thầu. Ok. Còn nếu các bạn là bổ sung hồ sơ giải thể thì các bạn sẽ ghi là bổ sung hồ sơ giải thể nhé. Đấy. Thông tin, tài liệu đính kèm. Thì các bạn nộp tờ khai, nộp tiền thuế này bằng online thì các bạn sẽ không bổ sung hồ sơ đính kèm nữa. Nhưng nếu các bạn nộp giấy nộp tiền này bằng là tờ giấy nộp tiền trực tiếp ra ngân hàng ấy, không phải nộp online ấy, thì các bạn sẽ phải scan cái giấy nộp tiền đó bằng
ở định dạng PDF, sau đó các bạn chọn tệp và tệp lên đây. Ok. Còn trường hợp này là mình sẽ không đính kèm. Và ở đây là hình thức đề nghị nhận kết quả xác nhận. Thì mình làm online, mình sẽ nhận qua giao dịch thuế điện tử online. Còn nếu các bạn muốn nhận bản giấy thì các bạn ấn vào nhận qua bưu điện, địa chỉ, hoặc các bạn có thể đến trực tiếp chi cục thuế để nhận kết quả. Kết quả sẽ có từ 5 đến 7 ngày làm việc nha các bạn. Đến đây rồi thì các bạn sẽ điền vào hoàn thành kê khai. Rồi các bạn đã hoàn thành kê khai xong, hiện ra chi cục thuế các thứ, các bạn kiểm tra lại thông tin một lần nữa. Nếu đúng ok rồi thì các bạn kết xuất XVN hoặc các bạn ký nộp bình thường nhé. Mình đã hướng dẫn xong các bạn 4 bước, bước 1, bước 2, bước 3 và bước 4. Thì bước thứ 5 là bước hướng dẫn các bạn tra cứu thông báo, tra cứu kết quả của giấy đề nghị xác nhận. Thì sau 5 đến 7 ngày các bạn sẽ có kết quả. Vậy thì khi đó các bạn sẽ vào đâu để tra cứu? Thì mình hướng dẫn luôn các bạn tra cứu online trên trang thuế điện tử luôn nhé. Sau khi các bạn đã nộp thành công thì các bạn sẽ vào đây, cũng vào phần nộp thuế này, tra cứu giấy đề nghị xác nhận này. Các bạn chọn thời gian các bạn đã nộp giấy xác nhận nhé. Ví dụ mình cứ nộp năm 2024 thì mình sẽ chọn năm 2024 cho đến thời điểm bây giờ nhé, 12 tháng 11 2024, rồi ấn tra cứu. Thì ở đây mình thấy rằng là mình đã có kết quả đây này các bạn. Ở đây là mình đã nộp và đã có kết quả, đã nhận về. Thì các bạn chỉ việc ấn vào chi tiết hoặc tải về hoặc xem thông báo, tất cả các bạn có thể làm đây. Đã nhận kết quả có nghĩa là kết quả Tổng cục Thuế đã cấp cho các bạn. Kế toán Minh Thúy đã hướng dẫn xong các bạn cách lập giấy đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế online. Nếu các bạn thấy nội dung chia sẻ của Kế toán Minh Thúy là hữu ích thì đừng quên cho Kế toán Minh Thúy một like, một nút chia sẻ, một nút thích để Kế toán Minh Thúy có thêm động lực chia sẻ với các bạn nhiều nội dung hữu ích khác nhé. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì ấn vào đăng ký kênh Kế toán Minh Thúy để ngay khi Kế toán Minh Thúy có cái nội dung chia sẻ hữu ích tiếp theo các bạn sẽ nhận được mà không bị bỏ lỡ. Trong quá trình các bạn lập giấy đề nghị xác nhận có vướng mắc gì thì các bạn hãy bình luận ngay xuống dưới video của Kế toán Minh Thúy để Kế toán Minh Thúy có thể tư vấn, hỗ trợ các bạn, giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Còn bây giờ, Kế toán Minh Thúy xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.